Tại tỉnh Tiền Giang, sáng nay ngày 26 tháng 2, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức phiên họp lễ đầu năm tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Phát biểu khai mạc thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, năm 2024, Ban trị sự tiếp tục thực hiện các Phật sự theo như chủ đề đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, quyết thực hiện thành công ban quản trị các tự viện. Thượng tọa mong Chư Tôn Đức và lãnh đạo chính quyền có những góp ý thiết thực để các Phật sự trong năm Giáp Thìn 2024 được thành tựu. Phiên họp đã lắng nghe báo cáo tình hình sinh hoạt của Phật giáo tại các địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, triển khai kế hoạch tổ chức Pháp hội Dược sư đầu năm 2024 và một số vấn đề thuộc chuyên ngành khác. Theo đó, tình hình tổ chức đón xuân tại Ban trị sự và các tự viện diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi. Về công tác từ thiện xã hội hỗ trợ bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán 2024, toàn tỉnh đạt trên 12 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Ban trị sự tỉnh sẽ tổ chức Pháp hội Dược sư từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 2024, nhằm ngày 22 đến ngày 28 tháng Giêng âm lịch tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng kinh văn Dược sư bổn nguyện công đức, quân tu công đức, hồi hướng nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc gia hương thịnh, muôn dân an lạc. Đến ngày cuối khóa, tổ chức cúng dường ngũ bách tăng, nghi thức cổ Phật khất thực. Tại đây, Chư Tôn Đức cũng có nhiều phát biểu hậu làm sáng tỏ các điểm trong kế hoạch cần thực hiện. Đại diện các cơ quan ban ngành khác cũng có những ý kiến phát biểu tại buổi họp. Bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ghi nhận những đóng góp thiết thực về công tác từ thiện xã hội của ban trị sự và các tự viện trong dịp xuân Giáp Thìn, công tác tổ chức lễ hội và vui xuân lành mạnh. Ban tôn giáo sẽ hỗ trợ ban trị sự Phật giáo thực hiện việc thành lập ban quản trị cơ sở tự viện. Đúc kết phiên họp, thượng tọa Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành thẳng thắn của Chư Tôn Đức cùng quý quan khách trong phiên họp. Đó là tiền đề để ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành các Phật sự sắp tới.